Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong thời gian nghỉ Tết, Đà Nẵng cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, qua đó đảm bảo cho người dân được đón Tết an toàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với khoảng 750 đến 850 ca mắc COVID-19 mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ Tết, lực lượng y tế cơ sở vẫn duy trì đều đặn công việc theo dõi điều trị F0 tại nhà. Gia đình này có 2 người mắc COVID-19, được sự quan tâm động viên của y bác sĩ trong những ngày Tết, gia đình chưa được tiếp thêm động lực để sớm vượt qua bệnh tật. Có y tế tới họ xét nghiệm rồi hỗ trợ giúp đỡ thì mình cũng cảm ơn mọi người giúp đỡ cho gia đình. Cũng cố gắng hết sức mình là để cho bà con có một cái Tết đầm ấm bên gia đình, nên là cũng sát sao đi xuống tới từng nhà để tư vấn cho những cái F0 đó về thuốc men, về chế độ ăn uống. Trong 7 ngày Tết, Đà Nẵng ghi nhận hơn 6.400 ca mắc COVID-19. Chính vì thế nên áp lực điều trị tăng lên đáng kể. Thay vì du xuân cùng gia đình, người thân, bước chân của các chiến sĩ áo trắng vẫn cứ thế đến từng nhà có F0 để tư vấn, hỗ trợ điều trị. Trong điều kiện thích ứng, nhất là những ngày nghỉ Tết, mức độ giao thương, đi lại của người dân tăng nhiều lần, nên nguy cơ dịch bệnh cũng vì thế càng phức tạp. Để nhân dân được đón Tết trọn vẹn, thì ngay từ đầu, ngành y tế các địa phương đã có kế hoạch ứng phó. Trung tâm Y tế Sơn Trà luôn luôn đảm bảo về số lượng cơ số thuốc cũng như là tất cả những vật dụng cũng như là trang thiết bị vật tư y tế để trong đảm bảo trong phòng chống dịch. Ngoài cái lực lượng của trung tâm y tế của quận và trạm y tế của các phường thì huy động cái lực lượng y tế trường học, kèm theo đó là cái huy động thêm cái lực lượng của cộng tác viên dân số. Đây là những cái lực lượng chủ yếu để thành lập trong cái đội ngũ của trạm y tế lưu động để tập trung cho cái việc mà điều trị giám sát F0 tại nhà. Sau thời gian thích ứng và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Tết Nguyên đán năm nay đã ghi nhận tín hiệu tích cực từ các hoạt động du lịch khi lượng khách đến với Đà Nẵng tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Vui xuân nhưng không vì thế mà chủ quan. Ghi nhận tại các điểm vui chơi giải trí cho thấy các yêu cầu về phòng chống dịch, nhất là quy định 5K, được người dân và du khách thực hiện nghiêm. Xuyên Tết chống dịch, ngành y tế Đà Nẵng và các địa phương đã mang mùa xuân yên vui đến với tất cả mọi người, mọi nhà.